hòa quyện của thiên nhiên cùng sự khéo léo của con người đã tạo nên một hoàng su phì được ví như một kiệt tác nghệ thuật đặc biệt, một bức tranh thổ cẩm khổng lồ, quyến rũ, say đắm lòng người. Ruộng bậc thang hoàng su phì Hà Giang nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn rực rỡ, tựa như một bức tranh thổ cẩm khổng lồ, kỳ diệu giữa lưng chừng trời. Với khung cảnh kỳ vĩ, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn, nổi tiếng, mà còn là biểu tượng thiên nhiên, văn hóa đặc biệt của vùng núi phía Bắc. Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì nằm trên địa bàn 24 xã, trong đó ruộng bậc thang ở 11 xã được xếp hạng danh thắng cấp quốc gia gồm Bản Phùng, Bản Luốc, Sán, Xả Hồ, Hồ Thầu, Nậm Ti, Thông Nguyên, Tả Sử Chóng, Bản Nhùng, Bố Lồ, Thàng Tín và Nậm Khòa. Đặc biệt, Bản Phùng được đánh giá là nơi có ruộng bậc thang đẹp nhất. Năm 2012, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chính thức cấp bằng công nhận di tích quốc gia. Hoàng Su Phì nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ và độc đáo của những thửa ruộng bậc thang trải dài ngút ngàn. Sự hòa quyện của thiên nhiên cùng sự khéo léo của con người đã tạo nên một Hoàng Su Phì được ví như một kiệt tác nghệ thuật đặc biệt, một bức tranh khổng lồ, quyến rũ, say đắm lòng người. Với địa hình dốc, việc tạo nên những thửa ruộng bậc thang không chỉ là sự kỳ công về mặt kỹ thuật mà còn là minh chứng cho sự sáng tạo và gắn bó với thiên nhiên của người dân nơi đây. Vào mỗi buổi sớm khi ánh bình minh len lỏi qua những lớp mây mù dày đặc, Hoàng Su Phì ẩn hiện dưới màn sương như một bức tranh sơn dầu khổng lồ với những đường nét kỳ công. Mỗi lớp ruộng bậc thang là những nét vẽ kỳ công của những người nghệ sĩ nhà nông, không chỉ để canh tác mà còn tạo nên những dấu ấn văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất nơi đây. Mỗi mùa trong năm, vẻ đẹp của Hoàng Su Phì lại có sự thay đổi rõ rệt, mang đến những trải nghiệm thị giác về những hình ảnh đầy màu sắc. Mùa xuân, Hoàng Su Phì là một bức tranh đa sắc đầy sức sống, là sự hòa trộn của những bảng màu với sắc xanh mơn mởn của những đồi chè tươi, trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy nọc. Đến mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang tựa như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời trong xanh, tạo nên một bức tranh óng ánh màu sắc. Mùa thu, mùa của lúa chín, cũng là lúc bức tranh thổ cẩm ấy được tô vẽ lại nổi bật với gam màu vàng tươi sáng, rực rỡ, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Sự thay đổi sắc thái rõ rệt giữa các mùa đã biến Hoàng Su Phì trở nên đặc biệt sống động trong khung cảnh thiên nhiên núi rừng kỳ vĩ. Điểm độc đáo của ruộng bậc thang nơi cao nguyên Hà Giang nằm ở quy mô và sự kỳ công trong việc xây dựng và canh tác và cả tính thẩm mỹ, nghệ thuật. Không chỉ đơn thuần là công cụ để người dân địa phương sản xuất lương thực, mỗi tầng ruộng đều được làm một cách tỉ mỉ với độ cao và độ dốc được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu hóa việc quy hoạch và bảo vệ đất xói mòn. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp cảnh quan độc đáo, Hoàng Su Phì còn mang trong mình giá trị văn hóa sâu sắc. Đây là biểu tượng của quá trình phát triển nông nghiệp, là minh chứng cho đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư nơi đây. Họ đã xây dựng và duy trì hệ thống ruộng bậc thang qua nhiều thế hệ để phục vụ đời sống sinh hoạt và hơn hết là để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của mình. Với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ và dấu ấn văn hóa đậm đà bản sắc, Hoàng Su Phì mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh thổ cẩm từ nhiều góc độ khác nhau. Nổi bật là những đường nét quyến rũ của mỗi cung ruộng chuyển đổi sắc thái theo thời gian. Để có thể cảm nhận được sự hùng vĩ và kỳ công của công trình này, hãy trải nghiệm tản bộ qua những con đường nhỏ hẹp bên ruộng hoặc chiêm ngưỡng toàn cảnh từ trên đỉnh núi. Có thể nói, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên cuốn hút mà còn là biểu tượng của văn hóa dân tộc vùng núi, là một phần quan trọng của di sản văn hóa Việt. Sự kết hợp hài hòa giữa địa hình đồi núi và đôi bàn tay khéo léo của con người đã tạo nên những cung ruộng bậc thang nối tiếp nhau trải dài vô tận, bao phủ bởi gam màu xanh, màu vàng rực rỡ trên nền không gian núi rừng hùng vĩ, tạo nên một bức tranh thổ cẩm đa sắc màu. Đừng quên ghé thăm những bản làng nhỏ của người dân bản địa để cảm nhận nhịp sống, nét văn hóa đặc trưng, tìm hiểu về phong tục địa phương, tham gia vào các lễ hội truyền thống hay thưởng thức ẩm thực đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây. Tất cả chắc chắn sẽ mang đến cho các tín đồ du lịch những trải nghiệm ấn tượng, phong phú và ý nghĩa.
đặc biệt, Hoàng Su Phì còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo và đa dạng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, thể hiện qua các lễ hội, nghi thức văn hóa dân gian truyền thống của cộng đồng các dân tộc nơi đây. Điểm nhấn trong đó là tuần văn hóa du lịch qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì sẽ diễn ra vào tháng 9 này. Tuần văn hóa du lịch năm nay được tổ chức xuyên suốt từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 trên địa bàn Hoàng Su Phì, huyện Xín Mần. Trong đó, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 9 tại sân vận động huyện Hoàng Su Phì. Hòa mình trong ngày hội, du khách sẽ được chiêm ngưỡng sắc vàng óng ả của những cánh đồng lúa chín trải dài bất tận, mang theo hương thơm nhẹ nhàng phảng phất trong gió. Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động tham quan trải nghiệm ấn tượng và khác biệt mang đậm bản sắc văn hóa dân gian như bay dù lượn trên mùa vàng, màn đồng diễn tập thể hoa trên dẻo cao, trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương như các sản phẩm chạm khắc bạc, rèn đúc, đan lát, tre trúc, thêu thổ cẩm, màn vải. Lễ hội văn hóa dân gian dân tộc Nùng thì làm bánh dày và các loại bánh truyền thống, hội thi hương vị trà san tuyết, đêm dạ hội văn hóa thanh niên, chương trình văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống, các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm. Tuần văn hóa du lịch qua miền di sản thuộc bậc thang Hoàng Su Phì năm 2024 và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật trình diễn, dân gian, hát, báo dung của dân tộc Dao tỉnh Hà Giang sẽ được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh. Cung đường uốn lượn nằm ẩn mình giữa những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, khiến nhiều du khách đi ngang qua đây ngỡ ngàng vì khung cảnh siêu thực, đẹp như tranh ở Lào Cai. Nằm trên tuyến đường DT156 hướng từ thành phố Lào Cai đến xã Y Tý, đoạn khúc cua thuộc xã A Lù, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, những ngày gần đây trở thành điểm đến gây sốt mạng bởi sở hữu khung cảnh siêu thực, đẹp như tranh. Ngoài ra, du khách cũng có thể đi theo cung đường từ thành phố Lào Cai tới Kim Thành và Trịnh Tường rồi tới Lũng Pô và đến xã A Lù. Cả hai cung đường này đều có tổng chiều dài khoảng 90 km. Khoảng tháng 8-9 dương lịch, nhiều thửa ruộng bậc thang ở huyện Bát Sát bắt đầu vào mùa lúa chín, ngả sắc vàng rực thu hút nhiều du khách ghé thăm. Không chỉ có Y Tý là địa điểm săn mây nổi tiếng, du khách đến đây là dịp có thể kết hợp khám phá những ruộng lúa đẹp như tranh, tận hưởng bầu không khí trong lành dễ chịu. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhiều khu vực vùng núi xảy ra mưa lũ và sạt lở. Du khách cần chú ý theo dõi dự báo thời tiết để có chuyến đi an toàn, đảm bảo di chuyển thuận tiện tới các địa điểm du lịch. Ngoài ra, lượng khách tới Lào Cai nói riêng và Tây Bắc nói chung vào mùa lúa chín là rất đông, nhất là cuối tuần, nên du khách cần liên hệ trước tới các cơ sở lưu trú để đặt chỗ nghỉ hoặc thuê hướng dẫn viên bản địa hỗ trợ nếu cần. Với diện tích khoảng 10 hecta, Mê Cung Đá nằm cách trung tâm huyện Mèo Vạc hơn 20 km, thuộc hai xã Khâu Vai và xã Lũng Pù. Mê Cung Đá là một kiệt tác thiên nhiên ban tặng nằm trong công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Đó là hệ thống những tảng đá bị bào mòn theo thời gian với nhiều hình thù lạ mắt. Vào trong Mê Cung Đá, ta có cảm giác như bị lạc vào một mê cung chứa đầy những bí ẩn, những đại ngàn chỉ có đá chen trong đá lô nhô. Cổng vào Mê Cung Đá giống như một bức tường vững chắc, chỉ có một cửa ra vào. Qua quá trình khảo sát, Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vũ Cao Minh cho biết, Mê Cung Đá được phát hiện là điểm mới của Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, trải qua các giai đoạn phát triển của vỏ trái đất từ Đại Cổ Sinh, Đại Trung Sinh đến Đại Tân Sinh có niên đại khoảng 400 đến 600 triệu năm. Tất nhiên, quần thể Mê Cung Đá cũng không nằm ngoài quy luật đó. Với những cọc đá vôi hàng trăm triệu năm tuổi bị mưa gió bào mòn thành những chiếc gai sắc nhọn đâm thẳng lên trời, có những cột đá đứng thẳng và nhọn hoắt như những mũi trông khổng lồ. Mặc dù môi trường sống khắc nghiệt, nhưng đây cũng là môi trường sống của nhiều loại cây, nhiều loại động vật, qua đó làm khung cảnh ở đây thêm phần hấp dẫn. Giữa Mê Cung Đá xám đầy huyền bí, những cây đào mọc lên tô điểm cho khung cảnh nơi đây một màu sắc độc đáo, những cột đá hình thù khác nhau, đa dạng, phong phú, có dạng vừa và nhỏ, các chóp đá muôn hình tạo nên khung cảnh vô cùng đặc biệt. Với kiến tạo độc đáo về mặt địa chất, diện mạo Mê Cung Đá không chỉ được xem là một kiệt tác của thiên nhiên ban tặng, mà nơi đây còn gắn liền với câu chuyện tình yêu huyền thoại giữa chàng Ba và nàng Út, nguồn cội của phiên chợ tình,
102 trên miền cực Bắc. Có Trảng Ba là người dân tộc Nùng Khôi Ngô Tuấn Tú, nhà ở xã Khâu Vai. Nàng Út là con gái tộc trưởng người Giấy. Hai người yêu nhau nhưng gia đình nàng Út không đồng ý vì khác dân tộc, không cùng phong tục tập quán. Trảng Ba và nàng Út cùng nhau trốn lên hang núi Khâu Vai để sống. Vì thế giữa hai dòng tộc đã xảy ra xô xát. Thấy cảnh máu chảy giữa hai họ vì mối duyên của mình nên Trảng Ba và nàng Út quyết chia tay nhau, hẹn thề kiếp sau sẽ thành vợ thành chồng. Ngày họ chia tay nhau là ngày 27 tháng 3 âm lịch, nên người dân nơi đây đã lấy ngày đấy làm ngày họp chợ. Đến với Mê Cung Đá, du khách sẽ được tham quan quần thể đá, các hang đá, hốc đá nằm trong khuôn khổ lễ hội chợ tỉnh Khâu Vai năm 2018 sẽ diễn ra các hoạt động của chợ tỉnh tại khu vực Mê Cung Đá như thi chim họa mì hót, thi rót nước, điệu nước, tung còn, trải nghiệm lễ hội cầu an của dân tộc Lô Lô, trưng bày giới thiệu các sản phẩm truyền thống, các nghề truyền thống, các món ăn địa phương, say đắm hương vị của vùng cao nguyên cực Bắc.